liên quan đến vụ cháy quán karaoke 68 trên đường Trần Thái Tông, Hà Nội, khiến 13 người tử vong. Chiều qua mùng 9 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Nội đã có thông báo về kết quả điều tra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này. Nguyên nhân từ sự bất cẩn của một thợ hàn 23 tuổi. Cụ thể, theo cơ quan điều tra, ngày 1 tháng 11, trong lúc thợ đang thi công tháo cánh cửa ra vào ở tầng 2, chị Nguyễn Diệu Linh, chủ quán karaoke 68, vẫn cho khách hát tại phòng 502 và 601. Hỏa hoạn xảy ra khi thợ hàn Hoàng Văn Tuấn, 23 tuổi, đang cắt bản lề, đã để lửa và vẩy hàn chảy xuống nền nhà, bắn lên vách. Đám cháy từ nhà 68 Trần Thái Tông đã lan sang 3 ngôi nhà cùng cao 8 tầng ở bên cạnh. Trong khi đó, quán karaoke này đã bớt xén nhiều hạng mục phòng cháy chữa cháy. Kết luận chỉ ra rằng hệ thống chữa cháy chưa kết nối nên các thiết bị chưa hoạt động. Cửa thoát hiểm ở tầng 2 không được lắp đặt theo yêu cầu. Đường ống nước thuộc hệ thống chữa cháy tự động theo thiết kế phải lắp ống D32 nhưng đã bị đổi bằng ống D25. Ngoài ra, việc lắp vách kính chống cháy 60 phút ở tầng 1 và lắp cửa chống cháy 45 phút ở các cửa phòng hát cũng chưa được thực hiện. Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Việc xử lý trách nhiệm những người liên quan đang tiếp tục được xác minh.